Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video, một cái slide để giới thiệu với mọi người. Đây là một cái giải pháp của công ty Life Solution Holding, một cái giải pháp ProWinet. Giải pháp được xem là nguồn của sự thịnh vượng. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khởi nguồn của sự thịnh vượng. Và hiểu được ProWinet này ấy, thì chúng ta sẽ có những cái kết quả biến đổi về sức khỏe chuyển hóa từ ProWinet này, và chúng ta sống với cả ProWinet, bạn có thể xây dựng được cái sự thành công về tài chính mà nó không bị giới hạn, và một cái chất lượng cuộc sống mơ ước của các bạn cùng với cái giải pháp ProWinet này. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào để chúng ta sẽ xem cái giải pháp của ProWinet này, của công ty Life Solution Holding này là gì nhé cả nhà nhá. Ok. Đầu tiên đó chính là chúng ta phân tích về cái hội chứng rối loạn chuyển hóa. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi. Chúng ta chắc chắn sẽ là một trong những cái nguyên nhân này, và chúng ta đã bị rồi nhưng chúng ta chưa biết được là chúng ta đang như thế nào, đúng không ạ? Và ở trên thế giới thì cứ 4 người sẽ có một người bị rối loạn chuyển hóa. Tổng của chúng ta có tầm 8 tỷ dân đúng không ạ? Thì tổng bây giờ chúng ta đang mắc có 1,92 tỷ người đang bị rối loạn chuyển hóa. Và theo thống kê thì 36% cái người trưởng thành ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái người trưởng thành lớn lên rồi thì 36% đang bị rối loạn chuyển hóa. Và 7,3% cái dân số Việt Nam đang mắc bệnh tiểu đường đấy cả nhà. Đây là con số rất là đáng báo động. Và đây là một cái hội chứng và một cái mà có thể nói là không thể tránh khỏi bởi những cái nguyên nhân, những cái vấn đề về sức khỏe mà chúng ta do cái lối sống nghèo nàn và lối sống không khoa học mà dẫn đến những cái việc này. Đầu tiên đó chính là cái dinh dưỡng của chúng ta nghèo nàn, ăn uống không khoa học, không điều độ đúng không ạ? Bia rượu rồi rất nhiều các tác nhân từ những cái việc đó là những cái đồ ăn thức uống của chúng ta nó không đảm bảo. Thứ hai là thiếu ngủ, do cái việc của chúng ta đó là gì ạ? Làm việc quá nhiều đúng không ạ? Làm việc gì ạ? Liên tục và không có thời gian ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc, dẫn đến cái việc rối loạn chuyển hóa cơ thể của mình. Thứ ba đó là chính là lười vận động quá, dẫn đến cái việc đó là chúng ta liên tục nằm ở trên ghế đúng không ạ? Nằm ở trên giường xem tivi, xem điện thoại, xem laptop đúng không ạ? Và chúng ta lười vận động đi và dẫn đến cơ thể chúng ta bị rối loạn chuyển hóa, dẫn đến thì những cái chứng bệnh như béo phì đúng không ạ? Hay là ô nhiễm môi trường. Bây giờ thì càng ngày công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng ngày càng nhiều rồi, thì các nhà máy mọc lên như vậy thì đương nhiên là cái bụi bụi này, khói này, ô nhiễm môi trường càng ngày càng nặng lên đúng không ạ? Đặc biệt như là ở địa Việt Nam của chúng ta đúng không ạ, là một đất nước đang phát triển thì cái tỷ lệ ô nhiễm môi trường nó có cao không ạ? Nó rất là cao nhé cả nhà. Và tiếp theo đó stress do công việc này, do áp lực về gia đình, áp lực về con cái đúng không ạ? Stress liên tục dẫn đến cái việc đó là rối loạn chuyển hóa trong cơ thể của mình đúng không ạ? Rồi những cái nguyên nhân sâu xa nó dẫn đến cái việc đó là những bà mẹ đúng không ạ? Thường thì là gì ạ? Béo phì lên đúng không ạ? Hay là gì ạ? Mắt thâm quầng lại, tóc tai thì hay rụng đấy đúng không ạ? Do stress cả đúng không ạ? Mắt thâm quầng lại, thiếu ngủ. Rồi và cái việc mà chúng ta ở đất nước mình ấy thì cái dùng nhiều hóa chất là cái nguyên nhân cực kỳ là nghiêm trọng. Đó là chúng ta hay ăn uống những cái hóa chất độc hại này, rồi uống những cái viên thuốc vào trong cơ thể mình. Ốm đau bình thường như chúng ta là có một thói quen là gì ạ? Đau đau họng quá, đau bụng quá đúng không ạ? Hay đau đầu quá chúng ta đều đi ra ngoài thì gặp bác sĩ, mà sao chúng ta được kê đơn. Mà kê đơn thì bằng một cách thì gọi là tôi cảm thấy bị đau đầu đúng không ạ? Và tôi uống cái viên thuốc này vào. Mà thường thường là những cái kiểu như vậy chúng ta thường thường được kê là kháng sinh đúng không cả nhà? Và đâu đó là trong 6 cái nguyên nhân này các bạn đã nhìn thấy mình ở trong này, một trong 6 nguyên nhân này. Có khi có người nào đó là có khi là từ 1 đến 6 này là đầy đủ hết, không có thiếu một trường hợp nào cả. Đúng không? Bản thân như em Thắng này thôi cũng như vậy, cũng gì ạ? À? Cũng có từ 1 đến 6 này không có thiếu cái trường hợp nào cả. Đúng không ạ? Và dẫn đến rối loạn chuyển hóa. Rồi, và chúng ta nhìn ra cái vấn đề này. Các bạn nhìn ra cái vấn đề về cái rối loạn chuyển hóa này, và chúng ta đi tiên phong về cái việc đó là giải quyết các hội chứng rối loạn chuyển hóa này. Khi chúng ta giải quyết được các vấn đề này thì đương nhiên là gì ạ?
thì chúng ta sẽ có rất nhiều các gì ạ, các cơ hội để phát triển ở trong cái vấn đề đó, và từ đó chúng ta đưa ra những cái giải pháp và chúng ta tiên phong, chúng ta xử lý nó, chúng ta giáo dục cái tiêu dùng của những cái khách hàng, những cái đối tác của mình, giúp cho họ hiểu hơn những cái giải pháp này. Và một cái quan trọng nhất đó, chúng ta thay đổi cái ý thức hệ, đúng không ạ, thay đổi cái lối sống ở trong gia đình, đúng không ạ, thay đổi cái bữa ăn hàng ngày của họ, thay đổi tất cả mọi thứ, đúng không ạ. Và ở trên này thì công ty Life Solution Holding thì có đưa ra một cái quy chuẩn của ProQuenet, đó là ứng dụng ba trong ba cái giải pháp trong cái lõi của nó, đó chính là cái bộ sản phẩm công nghệ gen, đúng không ạ. Thứ hai nữa là dinh dưỡng chuyển hóa, giúp chúng ta chuyển hóa trong cơ thể của mình bằng các bữa ăn, đúng không ạ. Rồi thứ ba là vận động một cách khoa học nhất, chúng ta vận động làm sao đầy đủ, giúp cho chúng ta cơ thể của chúng ta một cách gì ạ, khoa học nhất. Cái thế mạnh và cái sự khác biệt của ProQuenet của chúng ta so với tất cả các kênh ở ngoài kia, đó là chúng ta chứng minh bằng kết quả qua chỉ số xét nghiệm máu, chứ chúng ta không có nói mồm, đúng không ạ. Cái chỉ số cơ thể, chỉ số máu, nó là cái điểm nhấn của dự án này, của chúng ta đo lường được, chúng ta biết sức khỏe của chúng ta như nào, đúng không ạ. Chúng ta sẽ biết được cái lipid máu này, cholesterol, đúng không ạ, rồi đường huyết của chúng ta như nào, các chỉ số tế bào, đúng không ạ, các chỉ số của cơ thể, cổ của chúng ta, eo, hông, cân nặng, BMI, đúng không ạ, fat, rồi các tuổi chuyển hóa của mình. Từ đó chúng ta đưa ra những cái gọi là những cái quy trình về ăn uống này, rồi tinh bột bao nhiêu, rau bao nhiêu, đạm bao nhiêu, đúng không ạ. Từ đó chúng ta giáo dục tiêu dùng thay đổi ý thức và thói quen của họ thông qua những cái quy trình, đúng không ạ, những cái phương pháp đó, giúp cho cái cơ thể của mình đón nhận những cái sản phẩm đó tốt hơn và dễ dàng hơn. Và ở trong đó có cái phương thức kinh doanh thông minh mang lại cái sự thành công nhanh hơn, nhưng lại đi ạ, giáo dục tiêu dùng và thay đổi cái thói quen của cộng đồng mới tạo ra được cái sự tự động hóa trong chi tiêu, đúng không ạ, và dẫn đến cái thu nhập thụ động bền vững cho chúng ta đó, rất là hay, đúng không cả nhà. Rồi, và Life Solution Holding, như vừa rồi là em Thắng có chia sẻ từ đầu đấy ạ, là một partner của cái dự án WOW này, và là một công ty sở hữu đội ngũ chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe chuyển hóa. Cái giáo trình khoa học của ProQuenet và các chiến lược kinh doanh phục vụ cho tầm nhìn sứ mệnh thay đổi sức khỏe chuyển hóa cho cả 1 triệu người dân trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. Tiếp theo, có một cái partner rất là quan trọng nữa, đó chính là Unicity, là một tập đoàn dẫn đầu trên thế giới về ngành sức khỏe chuyển hóa, có tuổi đời trên 120 năm, đến từ Hoa Kỳ, và là công ty có nhiều sản phẩm nhất được liệt kê trong dược thư PDI, được chưa ạ? Đó, đấy là cái mà điểm nhấn của hai cái partner này của chúng ta, mà đây là một cái dự án rất là hay. Và trong vòng 60 ngày cùng ProQuenet này thì chúng tôi có một cái đội ngũ WellNet Mentor và cái đội ngũ Custom, là hai cái để giúp cho một người vào đây chuyển hóa trong 60 ngày. Chúng ta gọi là player, thì người tham gia vào đây họ sẽ được là gì ạ? Được nhắn tin, được gọi điện, được gì ạ? Là support để mọi người có thể chuyển hóa trong 60 ngày này. Chỉ cần tầm có 30 ngày các bạn đã thấy thay đổi rồi, nhưng để thay đổi được ý thức hệ của các bạn thì phải mất 60 ngày. Và chúng tôi đã có một cái quy trình lên đầy đủ rồi, các bạn chỉ cần follow theo thôi. Và ở trên này nó sẽ được chứng minh bằng kết quả, như ở trên những cái hình ảnh này các bạn nhìn thấy, đúng không ạ. Như ở trên này thì vị như các bạn bạn này bạn sẽ phải chụp ảnh đầu tiên khi tham gia vào đây, sau đó là sẽ chụp ảnh lại sau 60 ngày và cũng xét nghiệm máu lại với những cái chỉ số máu đó, xem cái sự thay đổi nó như thế nào đó, và từ đó nhìn thấy cái cơ thể, thể trạng cũng như sức khỏe được thay đổi và được công nhận, được có một cái cấp chứng chỉ dành cho player tương tác trên 80%. Các bạn cũng phải lên trên này tương tác, nhắn tin cho những mentor của chúng ta, đúng không? Những cái group ở trên cái app WOW đó, để chúng ta có thể là gì ạ, nhận được những cái kết quả này và cái chứng chỉ này cả nhà nhá. Và trong năm qua thì đã có hàng trăm nghìn những cái kết quả được chứng minh trên gì ạ, ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới cũng rất là nhiều. Và trên này là những cái bằng chứng để các bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ. Ok, thank you. Và các bạn hãy follow theo cái dự án WOW này
để các bạn nhận những cái thông tin tiếp theo. Nhớ follow kênh và chia sẻ cái thông tin này cho những đối tác, những bạn bè, những người yêu thích về chăm sóc sức khỏe, yêu thích về địa phát triển bản thân, yêu thích về địa mua sắm, yêu thích về cộng đồng. Rồi một lần nữa Thắng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.